Nào, cả nhà xuống nào. Mẹ ơi, bẩn lắm. Sao đâu con xuống đi. Xuống đi con gái, bố cũng đang đứng dưới đất đây này. Cô cảm ơn nhá, cô không mua đâu. Đi thôi con. Thank you.
Tết là dịp trẻ em luôn mong đợi nhất. Nhưng ở một số vùng còn khó khăn, cái Tết của các em dường như thiếu vắng đi. Hãy cùng Thạch Rau Câu Long Hải chung tay chia sẻ mọi khó khăn để trẻ em trên khắp đất nước có một cái Tết ấm no, vẹn tròn.